Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tín hiệu phân kỳ. Thì đây là một trong những cái tín hiệu rất là nổi tiếng và được rất là nhiều trader sử dụng để xác định sự đảo chiều cũng như là tìm những cái cơ hội giao dịch tốt. Tuy nhiên thì phân kỳ có một cái nhược điểm, đó là đôi khi thị trường sẽ tạo những tín hiệu phân kỳ lâu hơn chúng ta tưởng. Cho nên là rất là nhiều trader bị thua lỗ khi mà chỉ sử dụng phân kỳ để giao dịch. Thì trong clip ngày hôm nay, Thúy sẽ chia sẻ cho các anh em trader những chỉ báo tốt nhất để có thể xác định tín hiệu phân kỳ và những cái lưu ý để mà chúng ta lựa chọn ra được những cái vùng phân kỳ, những cái tín hiệu phân kỳ chất lượng để giao dịch ha. Rồi, bây giờ mời anh em vào nội dung chính của clip ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì Thúy nhắc lại về tín hiệu phân kỳ trước ha. Tín hiệu phân kỳ thì có hai loại là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn. Thì đây là Thúy nói về tín hiệu phân kỳ tăng giá trước nha. Đây là phân kỳ thường. Thì phân kỳ thường như thế nào? Phân kỳ thường sẽ thị trường sẽ tạo đáy thấp hơn, nhưng mà chỉ báo dao động sẽ tạo đáy cao hơn. Chỉ báo để mà xác định tín hiệu phân kỳ thường là chỉ báo dao động, chỉ báo động lượng. Đó, những chỉ báo đó là được sử dụng để xác định phân kỳ ha. Rồi, thì ở đây là thị trường tạo đáy thấp hơn và chỉ báo dao động tạo đáy cao hơn, thì đây chính là tín hiệu phân kỳ. Nhiều trader sẽ mua vào ở tín hiệu phân kỳ này. Nhưng thực tế thì sao? Nhưng thực tế có nhiều lúc thị trường sẽ tiếp tục phân kỳ, tức là chỉ báo tiếp tục tạo đáy cao hơn và thị trường tiếp tục tạo đáy thấp hơn. Đó, những ai mua vào đây sẽ bị dừng lỗ, đúng không? Vậy thì làm sao để mà chúng ta hạn chế được cái điều này? Đó, thì trong clip này Thúy sẽ đưa ra một vài lưu ý ha. Rồi, thì đó là phân kỳ thường. Phân kỳ thường giảm giá thì ngược lại, thị trường sẽ tạo đỉnh cao hơn, đúng chưa? Và chỉ báo dao động sẽ tạo đỉnh như thế nào? Thấp hơn. Đó, thì khi mà có sự phân kỳ trong giá và chỉ báo đó, thì trader có thể tìm kiếm cái cơ hội giao dịch đảo chiều đối với cái tín hiệu này. Rồi, thì đó là phân kỳ thường. Thì còn phân kỳ ẩn thì nó được dùng để giao dịch theo xu hướng, để giao dịch tiếp diễn xu hướng á. Thì phân kỳ ẩn tăng giá sẽ như sau. Đó là trong một xu hướng tăng đi, đó, thị trường tiếp tục tạo đáy cao hơn này, đó, nhưng mà chỉ báo thì tạo đáy thấp hơn, đúng không? Thì cái tín hiệu này cho thấy là gì? Cho thấy là cái đáy này được hình thành với cái động lượng rất là tốt. Đó, cái sự bật tăng ngược trở lại tạo đáy này, có động lượng tốt này. Đó, thì lúc này trader có thể tìm cơ hội để mua vào đây để đi theo xu hướng tăng trước đó. Còn đối với lại phân kỳ thường thì đó là tín hiệu như thế nào? Tín hiệu phân kỳ chính là tín hiệu cho thấy sự cạn kiệt trong động lượng. Đó, thị trường tạo ra cái đáy này thấp hơn, nhưng mà sao? Nhưng mà động lượng thì sao? Cái đáy này trên chỉ báo dao động thì sao? Không tạo được đáy thấp hơn, đúng không? Không, nếu nó không tạo được đáy thấp hơn thì sao? Chứng tỏ là động lượng có cái sự yếu đi rồi. Đó, cho nên là gì? Cho nên cho nhiều trader cho rằng đây chính là tín hiệu đảo chiều, đúng không ạ? Thì cái sự đây chính là cái sự khác nhau giữa hai tín hiệu. Thì anh em nào mà chưa nắm thì có thể lên diễn đàn Trader Việt và search tín hiệu phân kỳ ha. Có rất là nhiều bài viết về tín hiệu này, về các tín hiệu phân kỳ của các chỉ báo khác nhau luôn. Đó, để mà chúng ta nắm. Thì các cái chỉ báo mà chúng ta áp dụng để mà xác định tín hiệu phân kỳ, đó là những chỉ báo dao động.
và chỉ báo dao động của chúng ta thì có rất nhiều. Tuy nhiên á, thì anh em chỉ cần tập trung vào cho Thúy 4 chỉ báo này. Đây là một trong những 4 chỉ báo có thể nói là được xem là tốt nhất để giao dịch phân kỳ. Và 4 chỉ báo này là những chỉ báo được các trader chuyên nghiệp sử dụng. Đó. Rồi, thì đầu tiên đó là chỉ báo MACD. MACD thì chắc Thúy cũng không cần nói nhiều. Đây là chỉ báo động lượng ha. Chỉ báo này á, thì có 3 thành phần, đó là đường trung bình nhanh, trung bình chậm và histogram. Đó, histogram thì thể hiện cái sự chênh lệch giữa hai đường trung bình. Thì các bạn để ý là chúng ta sẽ sử dụng cái phần histogram này để chúng ta xác định cái gì? Chúng ta xác định tín hiệu phân kỳ ha. Đó, thì các bạn ở đây các bạn thấy này, thị trường tạo đỉnh cao hơn ha. Đó. Nhưng chỉ báo thì tạo đỉnh như nào, thấp hơn, cho thấy sự gì? Yếu đi về động lượng. MACD mà càng lớn như thế này này, các cái thanh biểu đồ càng lớn là thể hiện động lượng càng mạnh. Đó, còn thanh biểu đồ như thế này sao? Rất là yếu ớt đúng không? Đó, rất là yếu ớt. Thì so với trước chắc chắn là nó yếu rồi. Và chúng ta nhìn vào cái việc mà các thanh biểu đồ, cái phần histogram này hình thành các thanh biểu đồ để chúng ta xác định được tín hiệu phân kỳ. Rất là dễ nhìn thấy đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên thì nhiều anh em trader sẽ như thế nào? Lỡ mà chúng ta giao dịch ở đây thì sao, đúng không? Thì có phải là chúng ta sẽ bị dừng lỗ rồi không? Đúng chưa? Đó, cho nên là làm sao để chúng ta bắt đúng cái điểm phân kỳ này, đúng không ạ? Thì chút nữa thì sẽ đưa ra một vài cái lưu ý cho anh em. Rồi tiếp theo, chỉ báo thứ hai đó là chỉ báo RSI. RSI chắc Thủy cũng không cần phải nói ha. Chỉ báo này đã quá nổi tiếng trong giới trading rồi. Chỉ báo này đã từng một thời là mưa làm gió trong thị trường. Tuy nhiên tất cả những chỉ báo phân kỳ thì nó cũng chỉ có cái mức độ chính xác nào đó thôi. Chắc chắn là chúng ta không thể dùng một cách độc lập được ha. Bắt buộc phải có sự xác nhận từ chỉ báo khác hoặc từ hành động giá. Rồi RSI thì dùng tương tự thôi. Thị trường tạo đáy thấp hơn, RSI tạo đáy cao hơn thì đó là tín hiệu phân kỳ. Nhưng có một cái lưu ý cho các bạn khi sử dụng RSI, khi sử dụng phân kỳ RSI, đó là tốt nhất tín hiệu phân kỳ này là nên xảy ra ở trong vùng quá mua quá bán. Ví dụ như tín hiệu này thì các bạn thấy rằng là thị trường tạo đáy thấp hơn này, RSI tạo đáy cao hơn, và tín hiệu tạo đáy này là nên xảy ra ở đâu? Tạo đáy cao hơn này nên xảy ra ở vùng quá bán. Vùng quá bán là cái vùng có khả năng đảo chiều cao mà. Đó, đồng thời có tín hiệu phân kỳ nữa thì nó lại càng có thêm cái sự xác nhận cho trader ha. Rồi. Đó. Tương tự đây cũng vậy này ha. Đây, sorry mọi người đây. Đó. Đó, đúng chưa? Đó, thì các bạn thấy là có sự phân kỳ ở vùng quá gì? Vùng quá mua, đúng chưa? Đó, thì như vậy cái xác suất thành công khi mà chúng ta giao dịch với tín hiệu phân kỳ này nó sẽ cao hơn. Đó. Thứ ba đó là chỉ báo stochastic. Stochastic thì cũng vậy, là một chỉ báo rất là nổi tiếng rồi. Thì stochastic thì các bạn thấy rằng là nó có một cái nhược điểm á, đó là nó rất là nhạy với hành động giá. Khi mà các bạn sử dụng stochastic với cái chu kỳ càng thấp thì cái độ nhạy với hành động giá càng cao. Và cũng các bạn thấy là nếu mà so sánh stochastic và RSI thì các bạn sẽ thấy là cái tần suất mà stochastic tạo ra cái vùng quá mua quá bán, tức là nó chạm vùng quá mua quá bán sẽ nhiều hơn RSI. Đó, cho nên là khi mà giao dịch phân kỳ với stochastic thì cái khả năng bạn gặp tín hiệu nhiễu sẽ nhiều hơn. Đó là lý do vì sao mà khi mà chúng ta sử dụng tín hiệu phân kỳ trên stochastic á, thì các bạn phải có thêm sự xác nhận. Rồi về tín hiệu phân kỳ thì nó tương tự thôi ha. Là thị trường tạo đáy cao hơn, stochastic tạo đỉnh cao hơn và stochastic tạo đỉnh thấp hơn. Đó, thì các bạn, thì đó là tín hiệu phân kỳ ha. Rồi, chỉ báo cuối cùng đó là chỉ báo CCI. Chỉ báo này là chỉ báo thể hiện cái sự chênh lệch của giá so với mức giá trung bình. Thì đối với CCI thì bản thân Thúy thấy rằng là đa phần trader sử dụng để giao dịch theo xu hướng, trong ví dụ như trong cú hồi hoặc là giao dịch breakout. Tuy nhiên thì thực tế rất là nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng chỉ báo CCI để xác định tín hiệu phân kỳ và như là một tín hiệu đảo chiều để giao dịch. Đó, thì đây chính là chỉ báo CCI của chúng ta. Thì chỉ báo này có thể nói cũng khá là hiệu quả. Nó không có nổi tiếng bằng 3 chỉ báo trước thôi, nhưng mà thực tế nếu như mà các bạn áp dụng đúng cách thì chỉ báo CCI vẫn rất là hiệu quả, vì nó là chỉ báo về động lượng. Nó cung cấp cho chúng ta tín hiệu về động lượng khá là tốt ha. Rồi, ok, thì đây là 4 chỉ báo. Chỉ báo MACD, RSI, Stochastic và CCI là được xem là một trong 4 chỉ báo tốt nhất để xác định tín hiệu phân kỳ khi giao dịch. Đó, vậy thì
khi mà chúng ta xác định tín hiệu phân kỳ thì chúng ta cần có lưu ý nào để chọn ra được những cái vùng giá phân kỳ hiệu quả? Thì ở đây thì có 6 cái lưu ý cho anh em. Thứ nhất, đó là các tín hiệu phân kỳ nên giao dịch trong điều kiện thị trường có xu hướng. Đây là cái điều kiện tiên quyết ha. Lý do vì sao? Vì nếu như mà các bạn giao dịch tín hiệu phân kỳ trong thị trường đi ngang thì thực tế tín hiệu phân kỳ sẽ rất là nhiều. Nó xuất hiện gần như là liên tục. Bởi vì là trong thị trường đi ngang, thị trường tạo đỉnh tạo đáy nó không có cái quy luật nào cả. Cũng không hẳn là không có quy luật, mà là đỉnh đáy nó sẽ, các đỉnh cao hơn hoặc là đáy thấp hơn nó sẽ liên tục được tạo. Đó, và trong đó có cả các cái đỉnh đáy nhỏ nữa, và tín hiệu và trên chỉ báo dao động lúc đó có cho tín hiệu phân kỳ thì nó lại trở nên không chính xác nữa ha. Không chính xác nữa. Chúng ta rất là dễ gặp phải tín hiệu sai và dừng lỗ rất là nhiều lần trước khi mà có được lợi nhuận. Và cái thứ thêm một cái yếu tố nữa, đó là giao dịch tín hiệu phân kỳ trong điều kiện mà đi ngang á, tỷ lệ cái tỷ lệ lợi nhuận chúng ta kiếm được không có cao. Rồi tiếp theo, đó là chúng ta cần kết hợp tín hiệu phân kỳ với chỉ báo khác, chứ đừng nên sử dụng nó một cách độc lập. Cái này rõ ràng rồi ha. Đó. Anh em nào mà sử dụng tín hiệu phân kỳ một cách độc lập mà thua lỗ thì chắc chắn rồi, chúng ta không cần phải đi tìm hiểu xem rốt cuộc tín hiệu có vấn đề gì, mà thực ra là cách dùng của bạn có vấn đề đó. Tại vì không có một tín hiệu kỹ thuật nào mà nó đúng khi mà nó đúng hoàn toàn khi sử dụng độc lập được. Không có tín hiệu nào đúng hoàn toàn được. Tức là một tín hiệu mà các bạn muốn nâng cái tỷ lệ thắng của nó lên á, thì các bắt buộc phải có sự xác nhận. Không có sự xác nhận thì cái tín hiệu đó rất là dễ bị fail. Có nhiều bạn kêu là có đôi khi mình dùng tín hiệu phân kỳ một mình vẫn thắng, mà thực tế là bạn dùng tín hiệu phân kỳ đó một mình độc lập mà bạn thắng thì thực ra nó có thêm sự xác nhận, và chẳng qua đó là bạn không nhìn thấy mà thôi. Và bạn có thể bạn may mắn bạn bắt trúng cái tín hiệu phân kỳ mà nó có rất là nhiều cái sự xác nhận ở đó. Đó, nhưng mà bạn không nhìn ra được cái sự xác nhận đó thôi. Đó. Chứ thực tế một cái tín hiệu giao dịch á, nó nên có sự xác nhận của những cái tín hiệu kỹ thuật khác, càng nhiều càng tốt thì nó càng gia tăng được cái tỷ lệ thành công. Và các bạn lưu ý cho Thúy á, các bạn cần phải tư duy là cho dù một cái tín hiệu giao dịch của các bạn có chất lượng đến mấy á, thì nó vẫn có khả năng thua lỗ. Đó là điều rất là bình thường ha. Rồi cái lưu ý thứ ba, đó là cần phải tìm kiếm sự hợp lưu tín hiệu đảo chiều. Khi mà bạn kết hợp tín hiệu phân kỳ với chỉ báo khác rồi, đó, thì các bạn có thêm sự xác nhận, nhưng các bạn cần có thêm cái sự hợp lưu tín hiệu. Ví dụ tín hiệu phân kỳ tăng giá đi, nhưng lúc đó có thêm cái hành động giá tăng giá xuất hiện ở đó, đúng không ạ? Và cái tín hiệu đó xuất hiện ở một ngưỡng hỗ trợ quan trọng chẳng hạn, và có thêm cái mô hình biểu đồ tăng giá chẳng hạn. Đó, thì những cái tín hiệu hợp lưu này, những cái tín hiệu hợp lưu là những cái tín hiệu mua lên á, nó liên tục xuất hiện ở cùng một vùng giá như vậy, thì nó cho cái xác suất khả năng như nào đảo chiều rất là cao khi mà chúng ta áp dụng, chúng ta giao dịch với tín hiệu phân kỳ đó. Rồi tín hiệu phân kỳ là sự báo hiệu đảo chiều chứ không phải xác nhận. Cái này là cái rất là nhiều trader hay gặp phải sai lầm. Cái này là trong vấn đề tư duy. Tín hiệu phân kỳ chỉ là tín hiệu cho thấy là gì? Sự yếu đi trong động lượng, thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo dao động tạo đỉnh thấp hơn, là cái tín hiệu đó cho thấy rằng là gì? Cái đỉnh mới được hình thành, có động lượng rất là yếu, và động lượng yếu thì không có nghĩa là đảo chiều mà động lượng yếu chỉ là cho thấy là gì? Cho thấy là người mua như thế nào, đang yếu đi. Vậy thì cái tín hiệu phân kỳ đó mà để mà xác định cái sự đảo chiều thì các bạn cần phải dựa vào tín hiệu khác, ví dụ như phá vỡ trendline tăng chẳng hạn, phá vỡ cái cấu trúc tăng giá gần nhất chẳng hạn. Đó thì đó mới là những cái tín hiệu rõ ràng hơn cho thấy cái sự đảo chiều. Chứ còn nếu như mà bạn sử dụng tín hiệu phân kỳ mà các bạn xác nhận đó luôn là đó là cái sự đảo chiều thì rất là dễ bị ăn hành ha. Rồi. Và thứ năm, đó là hãy kết hợp tín hiệu phân kỳ với một chỉ báo động lượng. Tín hiệu phân kỳ bản thân nó là tín hiệu cho thấy sự yếu đi trong động lượng rồi. Tuy nhiên á, thì cái chỉ báo động lượng á, nó sẽ cho thấy rõ hơn khi mà cho thấy rõ hơn cái áp lực mua bán của thị trường tại cái thời điểm mà tín hiệu phân kỳ đó, thì nó sẽ xác nhận thêm cho cái tín hiệu phân kỳ của bạn ha. Đó. Hoặc là khi mà thị trường đảo chiều sau tín hiệu phân kỳ thì dựa vào chỉ báo động lượng, các bạn cũng có thể xác nhận được thêm đó là cái tín hiệu đảo chiều chất lượng hay không để giao dịch ha. Rồi cuối cùng, đó là nên áp dụng
tín hiệu phân kỳ và chỉ báo trong cùng khung thời gian với nhau. Nếu như các bạn áp dụng tín hiệu phân kỳ, xác định tín hiệu phân kỳ trong một khung thời gian và tín hiệu từ một chỉ báo khác ở trong một khung thời gian khác thì chắc chắn là nó sẽ không có cái sự ăn khớp gì với nhau, tức là nó bị lệch nhau về cả hành động giá và về cái thời điểm để các bạn giao dịch. Ở đây á, các bạn để ý á, là các khung thời gian á, nó sẽ có hành động giá riêng. Đương nhiên là về các cái hành động giá trong khung thời gian, nó sẽ ở khung thời gian lớn có thì ở khung thời gian nhỏ cũng có, nhưng mà mỗi khung thời gian nó sẽ có xu hướng riêng này, động lượng riêng này, hành động giá riêng này, các cái tín hiệu giao dịch riêng. Cho nên là khi mà các bạn đã xác định những cái tín hiệu phân kỳ mà áp dụng với chỉ báo khác thì các bạn nên áp dụng trong cùng một khung thời gian để gia tăng cái tín hiệu, để gia tăng cái tín hiệu xác nhận ha. Rồi ok, thì đây là những cái lưu ý để khi mà các bạn giao dịch phân kỳ để các bạn lựa chọn ra được một tín hiệu phân kỳ có chất lượng. Rồi, thì clip của Thùy tới đây là kết thúc. Anh em nào mà có thắc mắc gì về nội dung của clip thì vui lòng để lại comment bên dưới. Và các bạn đừng quên ủng hộ team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.